Ê, đi chơi không? Đi đâu? Đi bơi, công viên nước. Thật á? Đi công viên nước á? Ừ, anh có đường mày bao giờ đâu. Vâng, đi đi. À, mà anh gọi thật, anh Thành với cả đồng đội đi đấy nhá. Ừ, mày gọi thật đèn bầu đi. Dậy đi, đánh sẵn rồi ăn đi. Hay nhá. Đây đây, anh cứ xuống nhà đi. Ừ, nhanh đấy, tao dưới nhà đâu. Trung à? Đâu? Đi chơi không? Tao không đi được đâu. Chắc có mình đầu đầu đi được thôi. Thế nhá. Cái thằng này. Thế nhỉ? À Tiêu ơi! Sao? Sao rồi đây? Nhanh cái chân đi. Nhà uống rồi, có đồ động thôi. À, em vừa ngồi được đèn bao rồi, thôi đi đi. Ừ, đi thôi. Đi cái nào. Nhanh lên, sắp đến rồi. Ơ anh ơi, em thấy cái gì sai sai ấy. Anh bảo dẫn bọn em đi bể bơi, thế mày lại dắt vào trong rừng rú này. Có phải bể bơi còn gì nữa, đi nhanh lên. À, chắc là phải đi qua rừng đấy, cứ đi đi. Đi. Mày nghĩ anh làm sao mà cho mày vào cái hồ này được? Đâu? Nhìn kỹ xem, nhìn kỹ xem. Đâu, đâu, đâu. Chứ có gì? Toàn là cây cối. Ôi! Cậu Trượt! Cậu Trượt kìa! Cậu Trượt tự làm! Đi đâu rồi? Đi! Ôi! Anh Trượt ơi! Bao nhiêu lần rồi mà chẳng cho anh em con đi. Ơ kìa, nhưng mà hôm nay mẹ bận thật. Để hôm khác mình dẫn hai anh em đi nhá. Dịp khác là bao giờ hả mẹ? Thì lúc nào mẹ rảnh thì mẹ sẽ đưa hai anh em con đi. Mẹ thì làm gì có thời gian rảnh. Lúc nào mẹ cũng đi làm. Được ngày chủ nhật thì mẹ cũng lên công ty. Mẹ chẳng bao giờ dành thời gian cho chúng con cả. Con không cần đi nữa. Hạt Tiêu. Hạt Tiêu ơi. Kệ nó đi, nó còn một tí rồi thôi mà. Ừ, mà thôi, con đừng chơi game nữa. Lên xem em như thế nào đi. Vâng, tí con lên. À mà này, mẹ đi lên công ty luôn đây. Hai anh em ở nhà nhớ uống đầy đủ vào nhá. Con biết rồi, mẹ cứ đi đi. Con không để nó chết đói đâu ạ. Thank you.
cả buổi chiều hôm qua để làm đấy. Đẹp quá, em cảm ơn anh nhá. Anh Trung là tuyệt vời nhất rồi. Anh Trung, cảm ơn. Cảm ơn. Không phải đứa đợi anh tí nhá. Vâng. Trời, thẳng vào phát thức kia luôn. Tê. Anh đã chuẩn bị hết đây rồi. Anh làm đợi cho ạ. Thạch nè. Wow, ngô cây, lại còn cả mận nữa. Từ từ, cái này chúng ta phải cất đi đã. Chúng ta chơi xong rồi ăn nhá. Vâng. Em mang ra để góc kia đi. Vâng. Này. Chết rồi, không mang xô rồi. À, Vô ơi, lấy cái rổ và cái túi bóng nhá. Đây, bóng đây anh ơi. Được rồi, em ở đây đợi nhá, để anh đi búng nước. Vâng ạ. Đến giờ rửa bát ra đây. Chưa thôi. Chọn vị trí rồi, nhờ mô tô về hơi nắng. Nắng thật đấy anh ạ, nhưng mà vui. Thôi, ăn đi rồi còn về. Vâng. Còn nhiều tòa á. Moments later. Mày no chưa? No lắm rồi anh ạ. Về đi. Sao đứng lại? Có việc gì đấy hả chú? Có phải các cháu mới ngồi ăn ở đây không? À, vâng đúng rồi ạ. Các cháu có thể vào đây chơi, ăn uống, nhưng các cháu phải dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường chứ. Sao các cháu lại tùy tiện xả rác cái môi trường như thế? Dạ chú ơi, bọn cháu quên mất. Chú cho bọn cháu xin lỗi, giờ bọn cháu dọn ngay ạ. Thôi, cứ dọn đi mấy đứa. Vâng ạ.
Thôi được rồi, các cháu phải nhớ, từ lần sau đi bất kỳ đâu cũng phải giữ gìn vệ sinh chung nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Bọn cháu nhớ rồi ạ. Ừ, thôi, các cháu mau đi về đi. Dạ vâng ạ. Bọn cháu đi về đây. Cháu chú. Đi, cháu chú. Biết hai đứa này đi đâu nữa. Trời thì nắng. Mẹ. Hai đứa đi đâu mới về đấy? Trời thì nắng không đội mũ vào. Dạ, anh Trung cho bọn con đi chơi cầu trượt ở trong hồ ấy mẹ. Cầu trượt ở trong hồ á? Dạ vâng, đúng rồi. Hồ bên này này mẹ. Chỉ cần đi qua một khu rừng là đến cái hồ đấy mẹ. Nhưng mà hồ đấy làm gì có cầu trượt? Dạ, anh Trung làm cho bọn con. Vâng, con làm. Thế là các con chơi cầu trượt từ trên đồi xuống hồ á? Dạ vâng mẹ, chơi vui lắm. Đổ nước rửa bát xong rồi trượt xuống mẹ. Các con có biết chơi như thế là nguy hiểm lắm không? Hồ thì sâu, mà con lại không biết bơi. Nhỡ con ngã ra đây thì làm sao? Dạ, con biết bơi mà mẹ hả? Con còn cãi nữa à? Trời thì nắng, các con đi chơi như thế mai con ốm thì làm sao mà đi học được? Dạ, lúc sáng mà con đi mát mà mẹ. Không hiểu sao bây giờ nó nắng như thế này nữa. Con đừng có lấy lý do nữa. Mà các con nhớ, từ lần sau không được tự ý đi chơi như thế nữa. Sẽ rất nguy hiểm đấy. Con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Biết rồi ạ. Thôi, hai đứa đi vào nhà tắm rửa đi. Người ướt hết rồi, dễ bị ốm lắm đấy. Dạ vâng ạ. Hôm nay đi học vui cậu nhỉ? Bình ngon quá. Đẹp quá. Còn đói bụng nữa chứ Lị. Có đồ ăn đây rồi. Đen Bâu à, cậu định làm gì đấy? Thế bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn hỏi à? Không được, cậu đừng lúc nào cũng lấy đồ ăn của bọn tớ như thế. Đúng rồi đấy. Tôi có lấy bao giờ đâu nhỉ? Tôi toàn cướp mà. Sao cậu có tiền, cậu không tự mua đấy mà ăn? Lúc nào cũng lấy của bọn tớ thế. Tớ cũng định mua đấy, nhưng mà các tin ở xa. Mà hai cái quán bim bim nó gần như thế này thì thôi, cho tớ một gói. Cậu dám lấy bim bim của bọn tớ thì tớ phải tớ mách anh Thành đấy. Anh Thành à? Ui ôi sợ quá. Anh Thành nhà cậu ấy cao đến đây tớ này, gầy như cái que, búng cái là rụng. Giá mà có anh Trung mình ở đây á thì tên Đen Vô này chết chắc. Dạo hạt tiêu, còn nghĩ cái gì nữa? Đưa bim bim đây. Cậu được học lấy bim bim của bọn tớ nhá. Ừ, bọn tớ quyết không đưa bim bim cho cậu đâu. Đúng rồi đấy. À, lá gan của hai cậu hôm nay hơi bị to đấy. Nếu mà không đưa thì tôi lại cướp lại. Tôi bỏ ra. Làm gì đây? Bỏ ra. Ôi giời ơi, mình xin. Ôi, bim ngon thế này mà hai bạn chả mời mình ăn gì cả. Phí. Ừ. Quá đáng á. Anh Trung tớ mở nhà thì còn lâu cậu mới cướp được bim bim của bọn tớ. Vì cái gì? Cậu vừa nhắc đến ai? Anh Trung, Trung chuối á? Anh Trung ơi, anh Trung, vì cái hoạt tiêu anh Trung ơi. Trời ơi, anh Trung của cậu à? Ở bên nước ngoài ấy kìa, ở đây mà cứu, có mà cứu, cứu, cứu. Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Quá đáng á? Quá đáng bình thường. Đưa lột đây. Ăn quá đáng. Cậu. Chưa ăn hết. Cậu, cậu, cậu trả bim bim cho bọn tớ. Cô nhỏ em đây. Ôi, cố lên. Ôi, tay dài quá. Ôi, ôi, sợ quá này. Dạ đây, cô nhỏ em đây. Dạ đây cho mặt tớ. Dạ đây cho mặt tớ. Dạ đây. Đi ra. Ra mặt. Hạt tiêu. Quá là yếu đuối. Bim bim ngon đấy. Anh Trung. Anh Trung à? Anh Trung đâu? Đâu? Cậu đứng nửa tớ à? Anh đấy. Anh Trung thật. Hạt tiêu. Thank you.
nào với em? Anh muốn cho em sự bất ngờ nên anh không báo trước. Ui, tình trạng này mình phải chuột vào đây rồi. Em vào. Anh Trung ơi. Em hứa là anh là rau em không ăn trộm gà tiêu đâu. Em ăn trộm đứa khác. Anh ơi. Ba Lam mày không gặp anh, sao mày chạy đi đâu vậy? Em sợ anh đánh em. Mà ba Lam rồi, tính này vẫn không thay đổi gì nhờ. Em vẫn thế anh ạ. Ủa, mày nhìn anh khác thế. Anh ơi, tên đen vâu này á, suốt ngày bắt nạt mới lấy đồ của bọn em thôi. Anh cho cậu em một trận. Em không dám đâu. Em đâu giờ lớn rồi, đừng có chơi các bạn như vậy nữa. Không, sau này không có chơi với mày nữa đâu. Đúng rồi đấy, anh Trung nói đúng rồi đấy. Cậu đừng có mà bắt nạt bọn tớ nữa. Tớ biết rồi, tớ không dám ở đâu. Em không dám đâu anh ạ. Tớ trả bim bim của cậu này. Em thích cậu ăn hết rồi còn đâu mà trả. Đâu mà ăn được mấy miếng. Thôi, trong cái ly của anh đầy thế này. À, thế thì anh về cho em nhá. Ừ. À, cuộc sống của anh bên đấy thế nào? Thôi cứ về nhà thôi anh kìa. Đi. Anh ơi, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật anh đấy. Em sẽ tổ chức cho anh một buổi sinh nhật thật hoành tráng luôn. À, thế hai đứa vào để anh chơi luôn nhá. Vâng. Còn em cũng được sang hả anh? Ừ. Đi. Đi. Đi thôi. Anh ơi, xuống này. Hai người vào nhà đi. Ừ. Đấy, chơi em. Vâng ạ. Nhà bọn có bà. Ơ, hôm nay nhà tối thế nhở? Ừ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con trai. Chúc mừng sinh nhật con trai. Cảm ơn bố mẹ. Các thổi nến đi. Dạ. Chúc mừng sinh nhật lên chú. Được rồi, cả nhà mình ngồi xuống ăn bánh sinh nhật nào. Vâng ạ. Con cảm ơn bố mẹ, cảm ơn các em nhé. Thôi, con mau gắp bánh sinh nhật đi. Anh gắp bánh đi. Trung chuối. Ơ, Thành Ngáo. Ơi, Thành. Ơ, anh ngồi. Ơ, mày về từ bao giờ đấy? Chào chào hai bạn. Ơ, sao mày biết tao về? Vừa nãy tao đi chơi ngoài đường, thấy mày đi ngang qua, tao thấy ngơ ngơ nên tao sang xem. Ai ngờ mày về thật à? Ờ, đúng rồi. Hôm nay sinh nhật tao, mày đây ăn sinh nhật tao luôn. Đương nhiên rồi. Mày em ơi. Quá em ơi. Mày mẹ. Mày bố. Wow. Cô mời tất cả các cháu. Các cháu ăn đi. Vâng ạ. À. Thank you.
trời mù mưa chán thế nhiệt. À, đi bắt cá đi. Cá ở đâu? Trời mưa như này, cá đầy đường. Anh nói điêu em à? Cá nào lại bơi trên đường? Thế mày này không biết cái gì rồi. Trời mưa, cá rô nó xót mắt á, nó bò đến đầy đường. Thế mày có đi không? Thì đi, sợ thì muốn đi. Ăn nốt đi, rồi bà lấy xô ra đây. Vâng. Nhanh đi. Mới ra đây à? Vâng. Ờ, tao vừa mới ra. Nhưng anh em mày đã bắt được con nào chưa? Làm gì được con nào? Rách ra bởi này. Mà thôi đi đi. 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 Rồi. Đi. Ui, 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 ui. Nhiều bèo lắm. Không có cá đâu. À. Sang bên kia đi. 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 Ui Vào đây. Anh bảo con cá rô to lắm rồi mà. Cá còn cái tí. Ôi dồi ôi. Con này đâu ra đây? Hey, con mày có biết đây là đất nhà ai không? Đất nhà ai hả? Trên cái sông này của Trung nên dây bắt cá thôi. Ừ. Trung cái gì mà Trung? Đất là đất nhà tao đấy. Con còn ra đâu khác đây. Anh vô ní. Anh mò kia, em mò đây. Chả đến con thấy nhau cả. Trời. À, anh ơi, chúng nó không đi anh ạ. Em thấy đúng rồi còn gì nữa. Các anh đừng có mặc kệ lớn, rồi bắt nào bọn em. Ê, thôi, kệ chúng nó đi. Con cá đang ở bên này, anh em bắt nó đi ăn rồi tính. Ê, bơ, bơ. Thôi, mình cứ bắt đi anh. Bắt đi. Bắt. Ui. Cá tối. Ui, không được. Đứng sau ấy. Ôi, con xin xít đi. Ôi, cá to này. Anh em ở đây. Tiếp. Ôi, con cá anh em mình vừa nhìn thấy. Ê, con cá này của tao đấy. Ừ. Anh vô lý. Cá đó là cá của anh. Con cá đấy tao nhìn thấy trước. Nó là của tao. Thế anh cứ nhìn cái gì trước là của anh à? Đúng rồi. Mày không biết luật ở đây à? Thôi, kệ. Anh cứ bắt tiếp đi. Không cần phải quan tâm. Bắt đi anh. Vậy này, con ló kinh sợ anh em mình anh ạ. Lên. Ai? Con cá kia đâu? Mau trả cá cho tao. Anh đừng có vô lý, con cá đấy em bắt được. Bây giờ như nào? Chúng mày có trả cá không? Mày không phải trả. Đúng rồi đấy, anh không phải trả. Còn lâu em mới đưa cho anh nhá. Anh đừng có mặc kệ lớn bắt nạt trẻ con. Tao nói từ nãy mày vẫn không hiểu à? Đi về đi, à, Tiêu đang đau tay này. Đi về đi.
Diệp. Em đang đợi đâu? Đi về. Tay có sao không? Thế không sao. Nhưng mà anh ơi, hai anh em mình quần áo bẩn như này, về mẹ chửi thì sao? Nếu mẹ ấy chợ chắc không có nhà đâu. Đi. Bẩn như thế này. À tiêu nữa, tay con bị làm sao thế kia? Dạ, con không làm sao mẹ ạ. Con còn chối à? Trung, nói mau, hai anh em vừa đi đâu về? Con đi bắt cá mẹ. Thôi, hai đứa đi tắm rửa đi, tối mày nói chuyện sao? Vâng ạ. Hai đứa, biết tội của mình chưa? Rồi ạ. Trung, mẹ tấn con bao nhiêu lần rồi? Sao con còn tái phạm vậy? Lần trước tắm mưa mẹ đã tha ra rồi. Lần này còn rủ em đi bắt cá. Quần áo thì bẩn, tay em thì đâu? Hôm nay mẹ nhất định phải phạt con. Hè này mẹ không cho con về quê chơi nữa. Con về quê lại phá phách, nghịch ngợm ra đấy. Hè này con phải ở lại đây học thêm. Kìa mẹ, nghỉ hè rồi. Bao nhiêu dự định của con? Không nói nhiều, mẹ đã quyết rồi, mẹ không nên đổi ý định đâu. Thôi, hai đứa lên nhà ngủ đi. Kìa mẹ. Nhanh lên. Thôi đi lên ngủ đi, mai em xin mẹ cho. Con xin phép mẹ. Con với cái, lúc nào cũng nghịch ngợm, khó bảo. Bỏ mày bỏ mày bé đã thật thoát nó nhớ chừng thầm trong xanh dòng suối dần rêu sắc màu cho phiền nước nương cây qua em hát bạn tiếng hẹn chẳng ai mà xuống chờ hẹn gặp ai mà sao vui thế tiếng đàn mỗi em nói điều gì cho ta ngồi bên đau đêm lại xa vắng. Trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mê ơi xa vắng. Im thầm đi, hát thì kia bỏ giống tôi phải hát ra đây nè. Mới sáng ngày ra, anh không định cho anh ngủ à? Thế mày này không biết thưởng thức âm nhạc rồi. Buồn thay trong một thế hệ. Mà gì? Mấy giờ mà mở sáng, sáng sớm hả? À? Mày nhìn xem, mặt trời đi đỉnh đầu rồi kìa. Con gái con đứa ngủ chưa sáng ra. Em dậy đâu rồi? Nên chẳng qua là em ngồi trong phòng chơi thôi nhá. Chơi? Dậy đâu rồi? À, mà chuối đầu đấy, ngon thế, cho anh quả nữa. Còn mỗi quả thôi, anh muốn ăn tự đi mà mua. Thế mà không nói. À, mà mẹ đâu rồi? Mẹ đi công tác rồi, anh không nhớ à? Ừ, mẹ đi công tác á? Sao không nói với tao? Ừ, anh không nhớ à? Thằng Tiêu, dạ. Mai mẹ phải đi công tác mấy ngày đấy. Hai anh em con ở nhà, tự chăm sóc nhau nhá. Nhớ đi ngủ đóng cửa vào. Vâng ạ. Trung, con nghe thấy chưa? Đấy, mẹ đã dặn rõ ràng thế còn gì nữa. Thầy à, mày đụng đến tao nghe nhạc, tao làm sao biết được. Thôi, mẹ đi công tác, tao đi chơi, về nhà nhá. À, đi chơi đâu, để em đi chơi với. Mày đi làm gì? Mày ở nhà đi, lần nào mày đi mày cũng gây họa đi. Không, con đi. Không, em đi. Anh không nhớ mẹ bảo à? Mẹ bảo phải trông em cái gì? Tôi bằng lẽ còn phải trông. Thôi, mày đang chơi với đâu đầu đi. Không, nghỉ hè đâu đầu về quê chơi rồi. Anh chưa đi chơi với. Ô, đâu đầu về quê à? Không. Không biết Thành Áo có về không nhỉ? Đang đi đủ gió đi chơi. Không, Thành Áo không học tốt như anh ấy. Thế là bị bố bắt ở đây học thêm rồi, không về. Thế là có thằng rủ đi chơi rồi. Mà mày không về quê đi, mày ở trên này làm gì? Không hề tao phải trông mày. Em không biết đâu, anh đi đâu phải cho em đi cùng, không phải về mất mẹ. Thôi rồi, đứng dậy đi. Bây giờ đi đâu hả anh? Bây giờ tao đang đói, đi ăn đã. Yeah, hết đi rồi. Wow,
quá. Này, sao chúng tôi mãi chưa ra nhỉ? Em không biết được. Có anh em ra đây cũng chả thấy đâu. Hai em ơi. Dạ. Em ăn gì đấy? Một tí em gọi anh ạ. Ừ. Đói em rồi. Ô, hai anh này đã đến đây rồi. Đâu? Ờ, đi vào đi. Này. Hey. Ôi. Sạc cám ơi. À, à, để hơi sớm đấy nhá. Ôi, làm anh giật cả mình. Ê, chúng mày ăn gì? À, em hỏi trước. À, em ăn xúc xích này, cà bên chiên này, nước mía này, nước ngọt này, kem này, kẹo này, à, tôm này, à, bánh bao này, à, còn cái gì nữa không nhỉ? Thế rồi, thế là mày ăn hết cả quán rồi đấy. Mua cả quán về mà ăn. Này, cho nó gọi đi. Cậu cậu gọi đi. Ừ. Bé con mà ăn rõ lắm. Gọi đi. Ok, em chờ anh chút nhá. À mà anh ơi, anh cho em một chai nước ngọt trước. À, cả thêm ít đá anh nhá. Ơ, à, đem đâu nghỉ hè không về quê à? Về quê á? Ừ. Tớ còn phải ở lại học thêm. Ui, học thêm á? Có mà học ngọt bố mẹ không cho về thì nói luôn đi. Giống anh Trung với anh Thành cái này. Đây rồi, đây rồi, nước ngọt kem đây rồi. À, nước ngọt. Đây, đem xin ạ. À. Đá đây nhá. Em ở. Rồi, uống đi nhá. Mẹ em rót cho. Để đấy nó rót cho. Ê, chúng mày, đi chơi điện tử không? Đi luôn. Đi luôn anh ơi. Đi cái gì mà đi, mà anh đừng đi chơi điện tử. Anh đi chơi em chơi cái gì? Anh mà đi chơi em phải mách mẹ. Em bây giờ nhà làm gì? Đi chơi chứ. Mà mày ấy. Em làm sao? Mày đừng có ám tao nó đi. Nghe mà để ra anh đi chơi chứ. Đúng rồi. Anh đi chơi phải cho thôi em theo. Không. Tốt nhất ý, là mày ở nhà học bài đi. Đừng theo tao nữa. Anh cũng thương em mà. Tao thương mày thì ai thương tao? Thôi nó còn nhỏ, mắng nó làm gì. Tát cho cái này được rồi. Thế bao giờ không? Thì ở nhà anh tỏ dậy lúc đọc vậy à? Không, nó toàn đánh tao thôi. Ý trời, tôm mồm. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Anh ra. Ôi. Giời. Đừng ngớt đây rồi. Rồi lắm rồi. Ê, chúng mày, ăn đây. Ăn. Bỏ áo ra. Ôi. Ủa. Ngon. Ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Đang đói ăn ngon rồi. Các anh ơi, quán này ở cổng chúng mình ăn ngon rồi đấy, nhưng mỗi tội ở đi hơi xa. Mẹ ăn đi, nói ít thôi. Ngon chưa? Là chua. Ê, bỏ tay ra. Con này của tớ. Tớ làm gì còn bận. Ăn nhanh, thì ngồi nhìn. Chưa miếng này. Bận luôn. Yêu anh quá à, mong à. Mình đặt ăn tích cục. Lo chưa? Về đây. Vậy không? Đây. Anh ơi cho em gửi tiền ạ. Quên hết 100.000 nhá. Vâng ạ.
mang ví rồi. À Tiêu, em mang tiền không? Không nào đâu. Ê, chúng mày, mang tiền không? Tao quên ví ở nhà rồi. Không, bình thường mày hay mời tao mà. Em thì làm gì có tiền. Trước giờ em toàn đi trấn, có bao giờ phải mua đâu. Thiệt rồi. Thôi rồi, để tao ra nói chuyện. Anh ơi. Ờ, của em hết 100 nghìn. Anh cho em nợ được không ạ? Mai em trả. Làm sao được, anh biết em là ai đâu. Em nghe là chẳng có đi ăn ạ? Nhưng mà bây giờ nghỉ hè rồi, anh không nhớ được đâu. Nhưng mà bây giờ em không mang tiền ạ. Hay là chúng mày ăn xong rồi, bây giờ lại đi quỵt à? Em có quỵt đâu, là em quên thôi ạ. Tao không nghe giải thích của chúng mày, đưa tiền đây rồi về. Thôi, để tao về lấy tiền. Ờ, hai chúng mày về lấy đi. Đi, mày đi với anh. Thôi anh đợi một tí, rồi bạn em mang tiền ra. Đẹp tê, đi, biết không bằng ví. Thôi anh em mình cứ đợi, xem như thế nào. Thế bạn chúng mày đâu? À, anh đợi một tí nữa xem sao ạ? À? Tao không đợi được nữa rồi. Bây giờ ấy, chúng mày không có tiền, ra làm việc đi. Thôi, bây giờ mà về nhà thì xa lắm. Cứ để anh làm. Để em làm với anh. Làm thì mới có ăn. Thôi được rồi, lần này tao tha rồi đấy. Chúng em về được chưa ạ? Được rồi, anh không khó khăn cái gì đâu. Nhưng từ lần sau ấy, đi ăn ở đâu, nhớ mang tiền đi. Vâng, chúng em biết rồi ạ. Thôi, đi về đi. Vâng, chúng em về. Em mỏi chân tay quá. Thôi, để anh cong. Anh không mệt à? Không, lên đi. À. Cái cảnh đẹp khỏe chán thế nhở? Anh lười vừa thôi. Anh mà học hành không tử tế à? Em mách bố mẹ đấy. Thì ta vẫn đang đi học đây. Đừng đi, nhanh lên đóng cửa. Đi nhanh lên, anh theo đấy. Hôm nay tao mệt lắm. Châu bò mà cũng có lúc mệt. À anh ơi, hôm nay anh thấy em có giống nhân vật nổi tiếng là trong Tư Du Ký không? Nè. Nhân vật là nổi tiếng trong Tư Du Ký á? Mày á? À. Ngưu Ma Vương. Em cố buộc kiểu tóc này cho giống Natura. Mà anh để bảo em giống Ngưu Ma Vương. Natura. Mày mà là Natura, tao thì thiên đại thánh rồi. À, mà Natura cái bánh xe lửa của mày đâu, cho tao mượn tí. À, cái xe lửa. Đây này. Đi vào trường ơi. Học làm chi?
thi làm gì, tú xương còn rớt, huống chi là mình. Hay. Sao vậy? Sao vậy? Người làm hết ca ra rồi. Này. Ai ông kia đứng kia làm gì ra? Bỏ đấy ra mày ôm tao mãi vậy. Này, này. Điện tử đây. Đi luôn. Ui. Kia rồi, kia rồi. Thôi, 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 thôi. Mày anh làm gì đấy? Đi ông muộn đúng không? À, thằng Vô. Mày dám dọn tao à? Uai. Mày anh bình tĩnh. Mà mấy anh làm gì cứ nong kha nong khọm một trường ấy, ăn trộm gì à? Mày nghĩ tao như mày chưa đi chấn nổi trẻ con à? Chưa. Mà mày đi đâu bây giờ đến trường? Đúng rồi. Em có bao giờ đi sớm đâu. Tí cổng trường đóng em chào vào sau. Chả sao, cứ chui vào cuối lớp mà ngồi. Có ai biết đâu, ngủ 2-3 tiết xong về. Ê, hôm nay lớp mày học mấy tiết? Để bọn tao còn căn giờ. Chứ nó đợi với hạt tiêu ấy, nó mà về mà không nhìn thấy bọn tao, thế là nó nghĩ bọn tao nghỉ học. Úi dồi ôi, sợ gì? Nó đợi cả hạt tiêu đúng không? Hai con đấy sợ em lắm, không phải sợ đâu. Tao thì tao sợ gì nó, sợ. Tao chỉ sợ nó về nó mách mẹ thôi. Đúng rồi đấy. Thế các anh thì đi đâu à? Thì bọn tao đi chơi điện tử. Này, mày có đi không? Đi luôn. Đằng nào em cũng không muốn đi học. Đi luôn. Đi, đi thôi. Rồi ơi, thành như nào? Chơi game gà. Nhiều lắm, học nhiều vào. Đây này, mấy giờ rồi? Đã biết. Đi đón đợi mẹ tiêu đi. Đi 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 đi. Mày có vào trường không? Vào trường làm gì? 11:30 rồi. Đây, nhanh. Đi. Em về đây. Bye nha. Con nó ngồi kìa. Thấy chưa? Tao bảo rồi, cứ thích chết cố làm gì. Giờ nó về rồi kìa. Ê! Mày để anh đâu chưa? Nãy rồi! Mà các anh làm gì mà ra muộn thế? Thì bọn tao không phải trực nhật. Trời, nào, cái bàn ghế này, các con cất nhà nữa cơ. Có cái gì sai sai? Vừa nãy em với cả Hạt Tiêu đi qua lớp bọn anh, có thấy bọn anh ở trong lớp đâu. Lúc đấy bọn mày đi qua thì làm sao mà thấy được? Bọn tao đi dọn vệ sinh. Đúng rồi. Bọn anh đừng có mà đứng điêu, bọn anh chỗ nào đúng không? Mày không thấy, bọn tao vừa bước ra từ cổng trường đấy ạ. Trời! Mà thanh áo chú Tế bị ốm, chúng chú đưa về cơ mà. Sao vẫn còn ở đây? Là sao hả chú? Thì hồi sáng, chú Tế hai đứa nó dìu nhau qua phòng bảo vệ. Chúng chú ấy và xin cho thành công nước để uống mà. Thì ra là già ốm để trốn học. Lần này về em mách mẹ em xem. Còn em về em mách bố. Thì có chuyện gì đấy hai cháu? Dạ, không có gì đâu chú ạ. Nhờ chú, mọi con cháu sắp ăn đòn rồi đấy. Đúng rồi đây. Thôi, các cháu đi về đi không muộn. Chú còn đóng cổng nữa. Dạ vâng, bọn cháu về luôn đây ạ. Chú, đi về, đi về. Chào chú. Chào chú. Này, tí nữa đừng về mách bố nhá. Không, đi. Này, tí nữa kẹo gì anh mua cho. Thật nhá. Trà sữa nhá. Em uống trà sữa, nhưng em uống say lớn quá. Say lớn à? Nhỏ thôi. Em về mách bố. Ê, được rồi. Nhớ nhá. Uống trà chân chua đen say lớn. Rồi. Rồi, đi, đi về. Đi. Mày đừng nói với mẹ nha. Chịu, em không biết. Anh làm anh tự đi mà chịu. Đi. Bây giờ tao mua cho mày nha. Hay không trả sữa được không? Chịu, không cần. Bim bim. Không cần luôn. Thế bây giờ nhá, tao cắt nhà cho mày. Đổi. Ra quần áo cho mày. Một tuần luôn. Không cần, em tự làm được. Thế bây giờ mày muốn như nào? Chẳng muốn như nào. Đấy. Mày đừng mách mẹ đi. Thôi một lần này thôi. Nó chịu. Chịu, không nghe gì hết. Em sẽ về mách mẹ cho mẹ cho anh một trận. Này, đi ra xin về đây. Em không biết. Rồi sau đấy trời ấy, không rửa tao rủ mày đi nữa. Em không cần. Mày đi á, tao từ mày luôn. Anh từ em được mãi à?
kệ giờ. Ờ, thế anh cứ đứng đấy đi, em đi vào. Em mới chở út. Con chào mẹ, con mới đi học về. Ơ, Hà Tiên đi học về rồi đấy à? Mẹ ơi, hôm nay mẹ đi làm có mệt không? Mẹ không. Mà anh con đâu rồi, sao chưa về? Dạ, anh ở dưới nhà chưa lên mẹ. Anh con làm gì mà chưa lên nữa? Con cũng không biết, cứ thấy đứng lủi thủi ở dưới kia kìa mẹ. Thế con hôm nay đi học thế nào? Dạ, cũng bình thường mẹ. À, mẹ ơi, con kể với mẹ một chuyện. Chào mẹ, con mới đi học về ạ. Trung, con ngồi xuống đây mẹ hỏi. Dạ. Mẹ cứ phạt con đi mẹ. Sao con không nói với mẹ? Con nói làm sao được. Bây giờ mẹ muốn phạt con thế nào cũng được. Tại sao xe con hỏng con không nói với mẹ? Để mẹ mua cho con cái xe đạp mới. Mà lại để anh em đi học muộn như thế. Quên là sao con hạt tiêu hôm nay con mất tụi mình với mẹ nhỉ? À, xe con vừa mới hỏng nên con chưa kịp nói với mẹ ạ. Thôi được rồi, để mai mẹ mua cho hai anh em cái xe đạp mới. Thật thế hả mẹ? Con cảm ơn mẹ ạ. Thôi, đem thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm. Vâng vâng, con đi ngay đây ạ. Hà Tiêu. Dạ. Chào thế anh. Ê, mày không mách tụi anh với mẹ à? Không. Này, mẹ nói với anh, mẹ mua cho anh em mình cái xe đạp mới đấy. Nhưng mày nói với mẹ cái gì mà hay thế? Em mà lại... Mẹ ơi, xe của anh Trung đi hỏng rồi. Bọn con phải đi bộ đi học. Thế là hôm nay đi học muộn, anh Trung bị thầy giáo phạt mẹ. Thế còn con thì sao? Con không sao hết, con xin được ạ. Đây, nói mỗi thế thôi. Anh tưởng mày mách tụi anh với mẹ, chính là thì anh hiền tội. Nhưng anh phải nhớ là không có lần sau đâu đấy, đây là lần cuối cùng. Yêu thêm nhé. Bỏ ra đâu? Bỏ ra. Sắp đủ rồi. Ơ, Hà Tiêu, hôm nay con không đi đâu chơi à? Dạ không mẹ ạ, tí còn phải đi có việc. Con đi đâu à? Mà anh con đâu rồi? Con cũng không biết nữa, chắc là anh đang còn ngủ trên nhà mẹ ạ. Lười đến thế là cùng. Mà mẹ tìm anh có việc gì không ạ? À mà thôi, con phải đi có việc luôn đây. Hà Tiêu. Dạ. Con lên gọi anh xuống đây mẹ bảo. Vâng vâng. Hà Tiêu, sao mày nắm tiền đấy? Cho anh mày đi. Không được, tiền để em dạy chúng có việc. À mà anh dạy bao giờ đấy? Mẹ gọi anh bên trong đây kìa. Mày có việc gì cần tiền, đưa anh vay đi. Thì việc riêng của em. Mà thôi anh vào đi, không phải mắng cho bây giờ. Mẹ gọi con có việc gì à? Hôm nay con được nghỉ đúng không? Vâng. Lát mẹ đi có việc, con ở nhà dọn dẹp nhà, giặt quần áo hộ mẹ nhá. Sao mẹ bỏ hạt tiêu ấy, con không làm được. Em nó đi có việc rồi. Nó thì làm cái việc gì? Em làm cả tuần rồi, con phụ giúp em một hôm thì có làm sao đâu. Không, con không làm đâu. À, tí mẹ đi, mẹ cho con ít tiền nhá. Con xin tiền để làm gì? Việc nhà thì không làm giúp em, suốt ngày đi chơi lêu lổng, mẹ không còn tiền nữa đâu. Sao mẹ phân biệt thế nhỉ? Mẹ cho tiền Hà Tiêu, mà không cho tiền con. Mẹ cho tiền em lúc nào? Con vừa nhìn thấy nó cầm đống tiền kìa ấy. Mẹ con cho thôi, con chả cần.
Trung. Chán thật đấy, đi từ sáng đến giờ chả có đứa nào để chấn hết. Cũng là nghè khác, vắng như chùa Bà Đành. Chán thật đấy. Đại ca, kia phải thằng Trung chúa không đại ca? Đúng nó rồi đấy. Lên xem là có gì không. Thằng này giàu lắm, kiểu gì cũng có tiền. Đi đi đi. Đứng lại. Đi đâu đấy? Chúng mày muốn gì? Bọn anh chỉ xin ít tiền thôi. Từ sáng giờ chưa được cái gì vào mồm. Đói quá. Chúng mày nhầm người rồi. Không có gì cho chúng mày ăn đâu. Có quả đấm này. Mày có ăn không? Đại ca, này có võ đấy. Không gì đâu. Mày sợ à? Thì để tao. Đại ca. Mày lên đánh cho nó một trận. Không được đâu đại ca. Đại ca không nhìn thấy nó. Còn mày khác à? Đại ca lên nó có đánh như vậy, em làm sao đánh được nó, nên nó đánh em chết. Mày không lên, tao lên. Đại ca, đại ca. Chúng mày chọc nhầm người rồi, hôm nay tao đã muốn đánh nhau rồi đấy. Bỏ đi, đi chiến thằng khác. Thằng này, mày không dây được đâu. Hôm nay tao tha cho mày đấy nhá. Đứng lại. Làm sao? Chú mày, có muốn kiếm tiền không? Mày hỏi như thế, tiền này, ai chẳng muốn kiếm. Nhưng mà kiếm mà đâu cũng được chứ. Ta sẽ có cách cho chúng mày kiếm tiền. Này, vừa nãy Hạt Tiêu nó vay tiền mày làm gì đấy? Em cũng không biết nữa, chắc là cậu ấy có việc ấy mà. À, anh em bim này đi, em ăn bim này. Ui, thơm quá. Thơm nhỉ? Con mồi đây rồi. Lên thôi. Đi rồi đại ca. Đứng lại. Mày có cái gì đấy? Có gì đâu ạ? Bim bim này đại ca. Bim bim đại ca. Giấu mà. Thế này bảo có gì đâu à? Các anh mau trả bim bim cho em. Cái tội nói dối, tao tịch thu. Đúng rồi. Các bạn. Có cái gì nữa kìa? Hết rồi còn gì nữa anh? Tao nhìn thấy rõ ràng mày còn giấu à? Mày mang hai tay lên đây tao xem nào. Đây ạ, làm gì có gì đâu ạ? Cái gì đằng sau kìa? Mày định giấu à? Làm sao? Thôi, anh xin nhá. Mình xin nhá. Ngoan quá rồi cả. Anh ơi, người ta lấy mất rồi. Ấy. Ăn đây. Bi bi mày cả. Mẹ ơi, chỉ chỗ đúng thật đấy. Tao vừa ra cái, gặp cái thằng nhỏ con đầu đầu. Chân luôn. Tao tiêu rồi. Thằng tiêu, có đi đâu ấy nhỉ? Chúng mày, tao giữ tao, nó có tiền đấy. Nhưng nó nè mày mà. Ai bảo cái tội sáng nay không cho tao vay tiền? Được, đi luôn. Hạt Tiêu đi đâu đấy? Bọn anh làm gì đấy? Lại hỏi. Anh chặn đường mày chỉ có xin tiền chứ có làm gì nữa. Em không có tiền đâu các anh Trấn đâu. Rõ ràng là trong túi mày có tiền. Tao còn biết mày có bao nhiêu tiền nữa cơ. Anh biết được cơ. Thế anh nói xem trong túi em có bao tiền. Trong túi của mày có 123.000 đúng không? Đúng không? Thế thì anh đã sai rồi. Em có 150.000. Xong sáng nay em vay đập đậu 50.000 đã là chuẩn 200.000. Sao anh lấy tiền của em? Anh xin nhá. Đại ca thông minh thật đấy. Không được đâu, anh mau trả tiền lại cho em. Tiền đấy là em tiết kiệm hai mới được đấy. Mày chỉ con, mày cứ biết tiêu tiền đâu. Thôi để anh tiêu hộ. Không được, đây là tiền em tiết kiệm để mua bánh sinh nhật cho mẹ em đấy. Anh mau trả em đây. Trả làm sao được. Thôi, không lằng nhằng nữa. Anh xin nhá. Đây. Các anh thật là quá đáng mà. Mất nhiều tiền quá đại ca. Trả tiền cho em đi mà. Thế nào, lấy được không?
cái tên. Trời ơi, nhiều tiền chưa? Lần đầu tiên thấy con hạt tiêu mà nó có tiêu như thế này. Nhiều tiền quá nhờ. Ôi trời ơi. Cho mày. Em xin. Tao xin. Tao. Mà con này xin tiền mẹ làm gì thì nhiều thế nhở? Tao nghe đâu nó bảo nó tiết kiệm hay sao ấy. Đúng rồi đấy anh ạ. Em thấy nó bảo tiết kiệm tiền để mua bánh sinh nhật cho mẹ nó đấy. Mẹ nó không phải mẹ mày à? Đúng rồi. Kệ, không sao đâu. Không được rồi. Cái gì không được? Không được cái gì? Mày đưa tiền đây. Ôi, thằng này bị làm sao không nhỉ? Làm sao ấy? Thôi kệ này, ăn đi. Anh. Hà Tiêu, đừng khóc nữa, mau đứng dậy đi. Anh ơi. Anh ơi, em bị đen vô là hết tiền rồi. Tiền mua bánh cho mẹ. Em không phải khóc nữa, em biết hết rồi. Anh lấy hết tiền cho em rồi đây. Đúng là tiền của em rồi. Thôi, anh và mình đi mua bánh sinh nhật cho mẹ nhá. Vâng, hai anh em mình đi mua bánh cho mẹ đi. Đi, nhanh lên. Hay quá, nhà cửa nhà. Vào đây, vào đây. Anh ơi, nhanh lên. Để em bắt ra nhá. Xong rồi, hôm nay anh em mình sẽ cho mẹ một bất ngờ. Hà Tiêu, anh xin lỗi. Sao thế? Tự nhiên sao anh lại xin lỗi? Hà Tiêu, có đi đâu ấy nhở? À, chú mày, nó thương tao, nó có tiền đấy. Nhưng nó nè mày mà. Ai bảo cái tội sáng ngày không cho tao vay tiền? Được ạ, đi luôn. Anh không cố ý đâu. Thì ra là như vậy. Mà thôi không sao đâu anh ạ. Bây giờ hai anh em mình đợi mẹ về từ tới trước sinh nhật cho mẹ nhá. Ừ, cầm đến trước đi, đợi mẹ về là vừa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Sao các con biết hôm nay là sinh nhật của mẹ? Là sinh nhật mẹ, tất nhiên là bọn con phải nhớ rồi. Con mời mẹ ngồi xuống đây ạ. Mẹ ngồi xuống đây đi. Mẹ ơi, để con chăm né mẹ nhá. Mẹ cảm ơn các con. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì đã không nghe lời mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nhé. Thôi, hôm nay là ngày vui của mẹ, cả nhà mình vui lên đi. Thôi, con biết nhận lỗi là tốt rồi. Hà Tiêu, con châm nến đi. Dạ vâng, con châm nến nhá. Mẹ ơi, mẹ ước đi. Hello, chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ cảm ơn các con nhiều lắm. Mẹ cắt bánh đi ạ. Cả nhà mình cũng ăn đi. Cảm ơn mẹ ạ. Cảm ơn mẹ ạ.